Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay 30 tháng 3 tại km 117 địa phận xã Trung Trải thị xã Sapa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, ô tô biển kiểm soát 14H053XX chở theo nhiều thiết bị tăng âm loa đài di chuyển theo hướng từ Sapa đi thành phố Lào Cai đến km 117 địa phận thôn Chu Lìn 2 xã Trung Trải thì bất ngờ bị lao xuống vực sâu khoảng 100 mét. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe ô tô chưa rõ danh tính bị thương nặng, xe ô tô và hàng hóa bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt cùng với người dân khẩn trương cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.